Hello, yo, xin chào các giáo sư nha. Chào là mình đây. Thì hôm nay mình tập 4 này mình sẽ nói về cái phòng vệ sinh. Mình sẽ chỉ cho anh em một cái gọi là cái vòng tuần hoàn của cái nhà vệ sinh ý, để nó sẽ tiết kiệm được nước cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần một chút nước thôi, nó sẽ tuần hoàn. Thì để xây được cái này thì chúng ta cần nghiên cứu chuẩn bị cho tôi. Tất nhiên là phải có nhà vệ sinh rồi, nhà vệ sinh, nhà tắm, bồn rửa nâng cao nhé, nhà vệ sinh. Thứ hai chúng ta cần có máy lọc nước, lọc oxy bẩn này. Cần gì nữa không nhỉ? Thế thôi, chỉ cần như vậy thôi. Bắt đầu thì chúng ta sẽ xây nhà tắm này. Nhà tắm ở đây. Nhà xí mình sẽ xây trên này nhé. Mình chia cái này ra. Đây. Thì bây giờ mình sẽ xây một cái bể phốt ở đây trước. Tầm này mình đặt bên trong nó một máy bơm tay này, một máy làm rỗng chai. Máy bơm tay mình cũng đặt sát được một chút. Máy làm rỗng chai này. Và để trồng trọt. Trồng trọt này. Ok. Cái trồng trọt để làm gì? Chút nữa mình sẽ nói. Chúng ta sẽ tận dụng cái nước bẩn thừa ở đây thôi. Để trồng trồng những cây cái cây lau này. Ha. Ta chọn nước bẩn ở đây. Đặt ở đây một cái lọc. Để khi oxy bẩn nó không ra ngoài. Dọn cái này đi. Ok, chúng ta xây phòng vệ sinh trước này. Chắc có 3 phòng là đủ thôi. 3 phòng là đủ. Bên này cho 3 cái bồn rửa tay. Ở giữa mình có thể đặt đồ trang trí vào. Cái đấy để sau đi. Mình quay nó lại. Đây, đợi chút. Mình sẽ đi kiếm hạt lau nhé. Đào dưới này. Nghiên cứu tiếp theo, mình nghiên cứu điện phân đi. Ok, nó xây xong rồi này. Cái hướng bên trái. Đó. Mình nối ống cho nó. Mình dùng một ống bắc cầu này. Từ từ đã. Chúng ta có nước ở đây. Xây nhanh đi. Từ từ. Mình dùng một ống bắc cầu ở đây. Xây như này nhé. Ta dùng ống nối. Nối vào. Đầu ra là đầu xanh. Đầu xanh nối với đầu trắng của cái ống bắc cầu. Và nối với lại cái đầu vào của cái ống thoát nước này. Chúng ta đặt máy lọc nước ra. Đổi chiều vào nút O. Cho một bồn rửa tay vào đây. Ok. Nối cái phần ống thừa này với lại máy này. Đó. Cái này cũng thế, nối vào. Phần nước đi ra sẽ là phần nước vào. Phần nước đi ra của cái máy lọc sẽ là phần nước vào của nhà vệ sinh trên này. Đấy.
mình dùng một cái máy bơm nước để mồi cho nó. Mồi nhá, phải mồi nhá. Mồi điện. Chỉ một chút nước thôi là được, không còn nhiều đâu. Mồi điện máy lọc này. Ok, mình đào xuống dưới này. Để lấy cái cây lau này. Đã nghiên cứu xong rồi, nhanh nhé. Mình nghiên cứu đồ bảo hộ. Ok, nước đang bơm vào. Được rồi đấy. Chúng ta ngắt máy bơm. Lau phần này đi. Nối đoạn này vào. Ok, mọi thứ ổn thỏa. Mình trồng cây lau vào. Ok, phòng vệ sinh đã đi vào hoạt động. Cái trên này chúng ta đã bỏ đi rồi. Bỏ cái trên này đi. Bỏ đi cái chỗ này chúng ta có thể xây cái khác. Có điện mới này. Đây. Cho thằng này làm đầu bếp nhá. Cho thằng này làm đầu bếp. Đây, phụ bếp này. Đấy, làm đầu bếp siêu nhanh luôn. Mấy thằng 100% là mình có thể bỏ nó ra, cho nó làm việc khác. Ví dụ như là mình sẽ không cho nó học trung cấp ngay, mình sẽ cho nó học ví dụ như trợ lý nghiên cứu chẳng hạn này. Trợ lý nghiên cứu nhà khoa học nó sẽ như kiểu nó cần điều kiện cao hơn ấy. Nó cần cái điều kiện tinh thần cao hơn thì mình sẽ không cho nó học vội. Khi nào mình đủ đáp ứng được cái nhu cầu sống hàng ngày của nó thì mình sẽ nâng lên sau. Và mình cho nó học nghề khác. Học nghề cấp 1, cấp 2 thôi. Cho học nghề cấp bậc 1, bậc 2 là thôi này. Này. Mình cho nó học những cái nghề nó yêu thích nhá. Đấy. Cái bậc 3 này, bậc 3, bậc 4 này sau này mình tức là mình đáp ứng được cái điểm tinh thần của nó rồi mình mới nâng lên nhá. Chứ không là mình không đáp ứng được là nó sẽ bị stress. Tình hình là đang thiếu thức ăn. Dọn hết cái chỗ này đi, trông bẩn bẩn thỉu quá. Chúng ta đang thiếu thức ăn vì cây chưa lớn. Đại nó không tưới cái này à? Tưới cây nào. Nước sạch. Trộn đi. Nước bẩn không đủ để trồng lau. Mình sẽ bỏ bùn và đất bẩn ra nhé, mình không để trong này đâu. Sao treo cách cài. Để nó dọn cái đất bẩn này đi. Cái đất này cho vào cái nhà này, cái buồng trộn phân này. Phòng 8 này. Sáu phòng 8 thôi. Xây cách một chút. Cái này đó. Cái này không được. Đấy, như thế. Xây như này. Cửa này.
mình sẽ cho cái chậu hoa. Nhắm nào đào được mấy cái cây này. Bây giờ mình chưa muốn ra ngoài. Ở đây có Mecha này. Ok, lôi ống vào thôi. Nối vào cái đầu này. Đây nhá. Nối vào đầu bên này. Đấy. Nhớ là nhớ vào cái nối vào cái đầu thải nhá. Đầu thải. Ở đây đầu vào này. Đầu vào nước xanh này. Các bạn lưu ý nối hình dạng ngược này. Tránh trường hợp kiểu nó bị ưu tiên nước nó tắc. Hạt giống đào lên. Đào hết đi. Nhưng bên này hơi nóng. Cái nhiệt độ ở bên này nó chuyển sang. Chết rồi, hết thức ăn rồi. Giết con tốt này. Lấy thịt để ăn. Uầy. Ăn nhanh dã man. Thu hoạch ăn đi. Thu hoạch nào. Có vẻ như là vẫn thiếu thức ăn. Mình sẽ trồng thêm một tầng nữa trên này. Cắt ngọn lướng. Cái này chống chế. Bọn này sắp chết đói hết rồi. Không có trứng mà đặt. Thế nó mới khổ. Ok, xây luôn. Xây bít cái chỗ này nè. Khu này mình sẽ để làm khu dự trữ nguyên liệu nhé. Mình trồng thêm cây. Không thì bọn đẻ chết đói hết. Các bạn cứ tính làm sao mà 6 cây này là nuôi được một con đẻ này. 6 cây này. Mỗi cây này là cần 3 ngày để phát triển và để thu hoạch được. Một cái này là 6 calo, 6 kilo calo. À 6 calo, 600 calo. 600 calo nhân với 6 là 3600. Đủ để tiêu thụ trong 3 ngày. Vẫn dư 600. Đây chỉ cần 5 cây thôi. 5 cây là nuôi được một con. Mình cứ gắn sẵn ở đây. Nếu có cây nó sẽ trồng luôn mà. Có hạt giống. Mỗi lần thu hoạch bạn có 10% nó ra hạt giống. Xong rồi. 8 đệ rồi, mình không lấy đệ nữa, mình lấy nguyên liệu. Căng rồi nha. Có lẽ là mình phải cho nó ăn đất rồi. À nó vẫn còn khá no, nên là chưa cần ăn đất đâu. Tường này nó vẫn tồn tại được 2 ngày nữa. Vẫn đủ để cái cây này lớn. Không sao. Cần thiết thì mình có thể đập trứng ra ăn. Mình có cả một quả trứng này. Đã chưa đói đâu. Nên là cứ kệ nó. Nấm vẫn chưa được thu hoạch. À trong này có mắc rút này. Chúng ta đào lên. Cây nữa.
cố gắng tồn tại cho đến khi cái đống cây này lớn. Mình thu hoạch được cây thì mình sẽ trồng được hết cái gian này. Từng này là sẽ đủ nuôi được 8 thằng rồi. Cứ 5 cây là được con 5 này, 10 15, 20. 20 là 4 con. 3 cây này lại không sống được bởi vì nó nóng quá. Đây là lý do tại sao đang thiếu thức ăn. Mình sẽ xem xét xem bay còn thứ gì ăn được. Đây, vẫn còn một cây. Cây này ăn được nhé. Đào lên. Đào lên. Cây này ăn được. Cố gắng chống cháy cho cây độc cây này lớn. Và mình gây giống được hết các cái cây ở trên này mình vừa trồng. Đào luôn cây này. Cần thiết mình sẽ đập trứng ra để ăn. Ui, con này ăn mất. Đủ. Giết nó cho ta. Mình dám ăn vào đâu. Đó. Ăn thịt đó. Mệt dậy. Các bạn đừng có giết hết các hát đi nhá. Giết hết hát thì sau không có gì mà nuôi đâu. Sau đó thì nghiên cứu chăn nuôi, kiểm soát động vật luôn đi. Tôi nghiên cứu luôn hai cái này và tới cái này. Chúng ta bắt đầu nuôi hát dần. Mình sẽ dùng khu nơi này để nuôi hát. Có một cách bung nuôi thú khá là hay để cho nó đẻ không giới hạn. Nhưng mà sẽ tốn nguyên liệu cho nó ăn. Nó đông mà nó ăn nhiều lắm. Có thể ăn hết cả cái đống đá ở nhà mình. Mấy trăm nghìn cái đá này ăn bay trong vòng mấy trăm ngày. Nghiên cứu chăn nuôi. Có thằng đây, thằng này mình sẽ cho nó học nông dân. Con này đang đói rồi. Gai go nhỉ. Mình sẽ đập trứng ra. Đập trứng đâu? Đây, mình đập quả trứng ra. Cho máy đập này. Đập trứng đi. Đập đi. Rồi. Chiên lên. Easy. Có 2800 calo. Ok, xong chỗ này mình sẽ cố gắng. Chưa xong à? Chưa nghỉ chưa xong. Mình bỏ cái pin này đi. Bỏ cái máy đi. Vì có máy điện than, nó không cần nữa. Bỏ luôn đi. Có trứng chiên rồi. Sắp có nguyên liệu mới.
có xây chạm, chạm chăm sóc này, thức ăn phân phối, phân phối thức ăn này, điểm thả sinh vật này. Chúng ta cần một thằng làm chăm sóc. Ôi, tình hình là chưa có thằng nào nông dân rồi. Thế thì chưa chăn chăn thú được. Chăn thú rồi lấy trứng, lấy trứng lấy thịt. Bỏ hết những cái đồ hiếm này, những cái đồ ăn này không cần ăn, cho ăn đá mới đất sét cát, nhưng mà chưa được. Đây, may quá, cho ngay một cục thức ăn có đùng đây, tha hồ ăn luôn. Đựng vào hộp. Ok, như vậy là mình đã chia sẻ với bạn về cách xây cái nhà vệ sinh và nhà tắm tuần hoàn. Thì nếu bạn nào thấy hay và có ích thì hãy để lại một like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở clip lần sau.